Chuỗi lây nhiễm từ chung cư Y-Home 3 trên địa bàn quận Bình Tân đã phát tán dịch sang khu tái định cư tại quận 8 và huyện Bình Chánh khiến nhiều người nhiễm SARS-CoV-2. Qua điều tra dịch tễ, cơ quan chức năng ghi nhận chuỗi lây nhiễm liên quan đến chung cư Y-Home 3 tại quận Bình Tân và khu tái định cư tại phường 16, quận 8. Chung cư này có quy mô 14 block, mỗi block cao 9 tầng. Tính đến hôm nay, 11 tháng 6, chung cư Y-Home 3 ghi nhận chuỗi lây nhiễm với 8 ca bệnh sống tại chung cư và 13 ca bệnh liên quan. Cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, truy vết, khoanh vùng các trường hợp có nguy cơ để ngăn chặn lây nhiễm.